Làm như thế nào để biết được cái phẩm chất, cái giá trị nghề nghiệp mà mình muốn phát triển ạ? Lúc nào mình cũng thấy thiếu so với những người xung quanh. Mình lên mạng là mình thấy người ta học bằng xòe ra như quạt vậy. Cuối cùng cái giá trị cốt lõi mà mình muốn giữ lại là gì? Làm như thế nào để mà một người duy trì được cái niềm đam mê, cái sự cảm hứng đối với công việc của mình mà trong một cái khoảng thời gian lâu dài? Con đường phát triển sự nghiệp nó không phải là một con đường thẳng đi hoài. Có những cái điểm rất chán chường, cho dù em đang làm công việc em rất thích, nhưng sẽ có những thời điểm rất ngán. Để mà có thể nuôi dưỡng một cái con đường lâu dài, nó đi về ba chữ MCV. Chào mừng các bạn đến với số Tết chào đón năm Giáp Thìn 2024 của Việt Success. Trong chuyên mục lần này, Thu Bình sẽ cùng với các bạn bàn về câu chuyện phát triển sự nghiệp. Đầu năm mới là dịp mà chúng ta có nhiều cảm hứng để mà lên kế hoạch cũng như là đặt mục tiêu cho việc phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp. Nhưng việc duy trì được cảm hứng để làm việc miệt mài, phát triển năng lực từ ngày này qua ngày nọ là một quá trình không hề dễ dàng một chút nào. Vậy thì làm sao để ta luôn tìm thấy cảm hứng trong công việc, luôn giữ được ngọn lửa với nghề nghiệp mà mình đang làm? Và đâu là những tư duy mới mà chúng ta có thể có để xây dựng được một sự nghiệp tràn đầy nhiệt huyết? Thu Bình nghĩ rằng là đây là những câu hỏi mà rất là đáng suy ngẫm trong chương trình ngày hôm nay. Vậy nên trong chương trình này chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về chủ đề này. Và vị khách mời mà Thu Bình mời đến ngày hôm nay cũng rất đặc biệt. Vân xin được chào đón chị Nga Nguyễn. Hiện tại thì chị Nga đang là huấn luyện viên về phát triển sự nghiệp. Đồng thời chị cũng là nhà sáng lập, giám đốc chuyên môn của Mindful Career Việt Nam. Và chị cũng có 10 năm kinh nghiệm trong việc khai vấn, chuyển đổi và phát triển sự nghiệp. Rất là vui và cảm ơn chị Nga đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Bình. Yeah. Dạ vâng, chào chị. Thì trước khi mà chị em chúng ta cùng nhau nói về những câu chuyện trong năm mới 2024, thì em nghĩ là chúng ta có thể dành một ít thời gian để mình nhìn lại năm vừa qua là năm 2023. Chị Nga cũng làm việc với rất là nhiều khách hàng, những người mà có mối quan tâm liên quan đến nghề nghiệp, phát triển sự nghiệp, công việc của mình. Và em tin chắc rằng là chị cũng tiếp xúc, tiếp cận với rất là nhiều nguồn thông tin liên quan đến thị trường lao động cũng như là xu hướng việc làm. Thì không biết là ở góc nhìn của chị Nga, chị thấy là thị trường lao động của năm 2023 vừa qua có những thay đổi như thế nào ạ? Nếu mà nói đến câu chuyện thị trường lao động của 2023 ha, thì như Bình cũng thấy là 2023 là một cái điểm chặn sau của Covid. Cái giai đoạn là mọi người quay trở về với lại làm quen với cuộc sống bình thường sau Covid đúng không? Dạ. Vậy thì rõ ràng là cái giai đoạn Covid là một cái giai đoạn điểm chặn và nó đã thay đổi một cách rất là đột ngột tất cả những câu chuyện về cái thói quen làm việc và kể cả cái sự dịch chuyển và các nhu cầu và kỹ năng. Đấy, thì từ câu chuyện là làm việc trực tiếp chuyển sang cái câu chuyện làm việc từ xa. Đúng không? Và sau đó khi mà quay lại với cái năm 2023 thì có nghĩa là một cái xu hướng làm việc nó mang tính hỗn hợp nhiều hơn. Yeah. Và khi mà mọi người thấy được là trong cái câu chuyện thị trường lao động nó có một cái sự biến động lớn, nó liên quan đến toàn cảnh, toàn cục và câu chuyện về kinh tế. Vậy thì rõ ràng là năm 2023 cho thấy một bức tranh kinh tế nếu như nhiều người nhìn nhận nó có hai cái chữ là u ám. Kinh tế các nơi đang đi xuống, rất là nhiều người buộc phải thích nghi với lại một cái tình hình mới, một cái trạng thái mới, kể cả câu chuyện là họ phải đối diện với những cái nỗi sợ. Và với những cái mà họ chưa thật sự đối diện được, chưa thật sự hiểu được chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra, bởi vì mọi người nói là là đáy rồi đó, nhưng thật sự nó chưa phải là đáy, nó lại là đáy của đáy nữa. Vậy thì cái câu chuyện là nó đang có một cái điểm gọi là hỗn loạn. Và trong cái thế giới, nếu như trước đây mọi người nói là thế giới VUCA đi, là thế giới bất định, không đoán trước được, đúng không ạ? Thì bây giờ đang chuyển sang câu chuyện là thế giới tuna và có một cái góc nhìn về thế giới bunny nữa. Đó, thì nó có cái câu chuyện là cái sự hỗn loạn nó diễn ra và cái câu chuyện bất định nó diễn ra và câu chuyện tiếp theo là câu chuyện rất là dễ đổ vỡ. Có nghĩa là mình nhìn và mình thấy giống như là có vẻ như là mạnh mẽ đấy. Bên ngoài thì có vẻ là mạnh mẽ, có vẻ là kiên cường đấy. Nhưng thật sự ra nó rất là giòn, nó rất là dễ gãy, nó rất là dễ bị tổn thương. Vậy thì quay ngược trở lại bản thân trong cái bối cảnh đó thì con người cũng vậy. Cũng trong cái bối cảnh là mình nhìn thì có vẻ là mình kiên cường đấy, nhưng bên trong mình rất là dễ gãy.
có rất là nhiều thuật ngữ gần đây để miêu tả những cái tình trạng làm việc của người lao động. Và một cái thuật ngữ mà em được biết đến gần đây trên trang báo của Vox đó là jobless employed, tạm dịch là thất nghiệp khi mặc dù là đang có việc làm. Thì dành cho những khán giả mà chưa hiểu về thuật ngữ này thì chị Nga có thể giải thích một chút về thuật ngữ này và cho một ví dụ cụ thể. Bởi vì em nghĩ rằng là đâu đó khi mà mình có công việc nhưng mình luôn cảm thấy bị thất nghiệp, nó là một cái cảm giác gì đó, tôi biết tôi phải thay đổi nhưng tôi không làm được gì. Thì chị có thể giải thích một chút về cái thuật ngữ này cho khán giả được biết không ạ? Câu chuyện của jobless employed có nghĩa là nó có khá là nhiều những cái góc nhìn, nhưng mà tụ trung lại là một cái cảm giác bất như ý về cái câu chuyện là mình có một cái công việc nhưng mà mình không hài lòng với công việc đó. Vậy thì cái sự mà không hài lòng với công việc đó là đến từ đâu? Thì nó có hai cái điểm mà mình có thể quan sát và mình có thể nhìn thấy. Thứ nhất là câu chuyện khi mà mình làm ở trong một cái môi trường mà họ chưa sử dụng được hết tất cả những cái nguồn năng lực của mình, chưa có khai thác được hết tất cả những cái skills, những cái knowledge của mình. Đấy. Và khi mà mình đang làm ở trong một cái nơi mà mình kỳ vọng là họ sẽ sử dụng, họ khai thác được hết đỉnh cao ha. Nhưng mà cuối cùng thì công việc nó không như ý, nó bị đau xuống, nó ít hơn, hoặc là câu chuyện là mình chưa có thật sự xài hết, nó ít hơn cái mong đợi của mình đó. Và đó là một cái sự không thỏa mãn, cảm thấy bị ức chế đó. Trong một cái góc nhìn thứ hai đó là câu chuyện là mình vừa không được thỏa mãn cái kỹ năng, cái nghề nghiệp của mình, cái kiến thức của mình, mà mình còn phải làm theo task order của những công việc khác nữa. Và một mặt thì mình vẫn cảm thấy bị thiếu, mình chưa được đã ở cái thứ mà mình đang có, nhưng một mặt mình là bị cảm thấy bị overload bởi vì mình phải làm những thứ nó không thuộc về mình. Đấy. Thì trong cái câu chuyện là nó phát sinh ra một cái sự xung đột và cái sự mâu thuẫn nội tại, bởi vì cái thứ mà mình đang kỳ vọng, cái thứ mà mình đang muốn, nó lại không có. Là công việc không có đủ để mình làm, công việc không có thỏa những cái thứ mà mình đang cần phải được thể hiện và không được ghi nhận ở những cái mảng đó. Đấy, nó quá ít so với những gì mà mình đang mong đợi. Nhưng mà cái thứ mà mình đang không kỳ vọng đó, nó nằm ngoài những cái đó, nó đại đang để trở thành những cái task order mỗi ngày để mình phải làm. Phải làm để phục vụ đúng những cái mục tiêu yêu cầu của cái tổ chức hoặc mục tiêu yêu cầu của cái nhóm của mình. Thì chính cái mâu thuẫn nội tại đó nó tạo nên cái sự xung đột và khiến cho mình cảm thấy không trọn vẹn, không thuộc về một nơi đó. Thì nó có thể dẫn đến một cái cảm giác tự nhiên là dường như là tôi không có happy với câu chuyện này. Cho nên là tôi đi làm nhưng mà tôi không có vui. Sáng mở mắt ra là không hiểu tại sao mà mình phải đến cái nơi đó. Vậy thì có thể đúc kết một cách ngắn gọn là cái tình trạng thất nghiệp mặc dù đang có việc làm là một cái tình trạng mà mình đi làm mình không cảm thấy vui vẻ với công việc đó, mình không tìm thấy được cái sự kết nối với công việc, có một cái gì đó không có được như ý trong bên trong của mình, đúng không ạ? Có thể là mình vẫn làm đó nhưng mà mình cảm thấy như là mình giống như chị nói lúc nãy là thân xác tôi ở đây nhưng mà hồn tôi nó không còn ở đây nữa, nó đi đâu rồi. Em nghe chị nói thì có vẻ nó có một chút hơi liên quan đến một cái thuật ngữ khác là zombie công sở. Mọi người cũng sẽ đi làm một cách rất là lờ đờ. Tôi cũng không thấy happy lắm với công việc này nhưng mà tôi vẫn cứ ngày ngày lên công ty. Thì không biết là hai cái thuật ngữ này nó có gì giống và khác nhau không ạ? Cái zombie công sở nhiều người nói, đúng không ạ? Và mọi người nói với một cái góc nhìn khá là tiêu cực. Mình cũng đã từng thấy những cái câu chuyện liên quan đến zombie công sở, ví dụ như là khi mà đến với một cái nơi nào đó là cái nơi mà họ đang tìm một cái môi trường an toàn, cảm thấy là mình không có cần phải phấn đấu nữa, hoặc là đây là một môi trường không phải là môi trường của mình nhưng mà nó cho mình cảm giác là mình có việc để làm, mình không mang tiếng thất nghiệp trong giờ làm việc nhưng mà chúng ta không có chú tâm vào công việc, chúng ta không có chú tâm vào câu chuyện giải quyết công việc và chúng ta tìm một cái vị trí hoặc một cái điểm an toàn để chúng ta trú thân ở đó. Mình có thể thấy một cái thực tế là có khá là nhiều bạn có job đến với công ty nhưng mà làm câu chuyện bán hàng online. Đó, thì mình có thể thấy là ở dưới chân bàn của các bạn rất là nhiều những cái
gọi là hàng hóa này nọ nọ kia là các bạn để đó, và các bạn câu chuyện các bạn không có tập trung và các bạn lo đi bán hàng online. Khi mà chúng ta đến với một cái nơi nào đó và chúng ta không trọn vẹn với cái câu chuyện tại nơi đó, không trọn vẹn với công việc con người ở nơi đó, thì chúng ta sẽ không có nhận được cái nguồn năng lượng mà chúng ta không trao được cái năng lượng của mình. Thì chúng ta lờ vờ, và chính vì cái tâm trạng lờ vờ đó là cho qua ngày đó thì mọi người mới gọi đó là zombie, như cái xác sống vậy á. Có nghĩa là chúng ta không trao được giá trị, và chúng ta không tạo ra giá trị, và chúng ta cũng không nhận lại được giá trị. Nhưng mà chúng ta chấp nhận câu chuyện đó bởi vì sao? Bởi vì một cái danh là tôi có việc, và tôi an toàn, và tôi vẫn nhận lương, tôi vẫn được trợ cấp, tôi vẫn được bảo hiểm các thể loại. Vậy thì tôi cũng ngồi đây thôi, không ai làm gì tôi cả. Như chị nói thì có thể thấy là hai cái tình trạng này nó đều không phải là hai tình trạng tốt dành cho người đi làm một chút nào cả. Nó đều là những cái em nghĩ là phải gọi là đáng báo động nếu như mình đang ở trong tình trạng đó. Mình phải thực sự hỏi bản thân về cái lý do tại sao mình đang ở trong cái cảm giác mà mình không cảm thấy hưng phấn, không cảm thấy vui vẻ khi mình đi làm nữa. Vậy thì như những gì mà chị Nga chia sẻ từ nãy tới giờ, những cái thị trường biến động, những cái kinh tế nó có sự thay đổi là những cái tác nhân đến từ bên ngoài. Vậy thì phải chăng là bên trong mình cũng phải có một cái gì đó mình cũng chưa có yên ổn thì mới góp phần gây ra cái tình trạng này hay không? Thì trong mỗi người sẽ có một cái gì đó mà mình cũng không lý giải được, nhưng em nghĩ rằng là khi mà mình dành thời gian, mình tự đặt ra những câu hỏi dành cho bản thân, thì chắc chắn là mình sẽ có tìm đâu đó ra được những cái manh mối. Thì chị nghĩ rằng là đâu sẽ là những cái câu hỏi mà những người đi làm họ đang ở trong cái tình trạng đó họ có thể đặt ra được cho chính mình để quay về bên trong và tìm hiểu lý do, những cái nguyên nhân ở bên trong mà thực sự gây ra cái vấn đề của thất nghiệp khi mà mình đang có việc làm hay là zombie công sở. Thì đó là những câu hỏi gì ạ? Quay trở lại với lại cái khái niệm thất nghiệp khi có việc làm ha, là jobless employed, với lại cái câu chuyện zombie công sở. Nó kết nối với lại cái câu hỏi tiếp theo của Bình ở đây. Thì em có thể thấy là nếu như chúng ta đang nhìn thấy hai cái hiện tượng với hai cái khái niệm khác nhau, nó cũng là câu chuyện từ bên trong mình có một cái thứ gì đó nó chưa kết nối với cái nơi hiện tại, nó chưa hài lòng. Nhưng rõ ràng là trong cái câu chuyện jobless employed đó, thì là nó liên quan đến cái câu chuyện là tôi rất muốn làm nhưng tôi chưa được thỏa mãn. Đâu đó là bạn đã thấy được là bạn muốn, rất là muốn cống hiến. Bạn thấy được cái giá trị cá nhân của bạn, bạn thấy được con đường mà bạn muốn trở thành. Tuy nhiên, cái bối cảnh nó đang khiến cho tôi bị ức chế. Cái bối cảnh nó đang khiến cho tôi chưa được thỏa mãn với cái điều mà tôi đang muốn làm. Ngoài ra là cái việc đặt tôi vào trong những cái vị trí chưa thật sự phù hợp và chưa ghi nhận để cho tôi trở thành một phần của tập thể, khiến cho tôi chưa có thỏa được cái sự cống hiến của mình. Đấy, thì đâu đó đó là về phía cá nhân, thì đâu đó là họ có một cái khao khát được thể hiện, cái khao khát được chứng minh, khao khát được tỏa sáng. Nhưng bởi vì bối cảnh của thị trường, bởi vì bối cảnh của những cái điểm bên ngoài khiến cho họ cảm thấy bị tắc, họ chưa đã. Mà từ cái điểm bị tắc chưa đã đó, nó dần dần nó đẩy họ đến một cái câu chuyện là họ bị mất lửa, và đẩy dần dần đến cái câu chuyện họ mất phương hướng luôn. Là với những cái gì mình đã đề ra mà mình không đạt được thì liệu là cái đó có đúng hay không? Liệu là mình có nên thay đổi nữa hay không? Mà mình thay đổi như thế nào? Thì nó ngược lại với cái câu chuyện zombie. Nó hơi khác. Trong câu chuyện zombie công sở có nghĩa là họ không có nhu cầu tìm ra luôn. Và có thể động lực nó nằm ngoài cái công sở. Động lực nó nằm ở phía khác. Thật ra có một cái thực tế mà mọi người có thể thấy được ở một số các cơ quan. Ví dụ như là mọi người có thể thấy một số cơ quan nhà nước cũng vậy. Có một số người đến để làm, để có nơi làm, nhưng đi đánh dự án bên ngoài. Tại vì sao? Cái motivation nằm bên ngoài. Đấy, cái motivation nó không nằm ở đây. Nên họ lấy cái danh tại đây để họ đi làm các dự án khác. Đấy, thì đó là cái benefit mà họ đang nhìn thấy ở cái bề nổi. Và rõ ràng nếu mà nói đến cái tổ chức nơi mà họ đang làm việc á, thì nó đang tạo nên những cái môi trường thật sự không tốt. Bởi vì cái nguồn năng lượng đó đang ảnh hưởng đến những người khác, và nó ảnh hưởng luôn đến cái hiệu suất làm việc, cái năng suất làm việc và cái sự liên kết con người với con người ngay tại nơi đó. Đấy. Thì quay trở lại với cái câu chuyện là khi cái điều đó nó đang diễn ra thì bên trong của họ nó đang có cái gì? Đó là một cái sự xung đột nội tại.
Và cho dù là mình có mình chủ động lựa chọn cái tình huống đó, hay là mình đang ở trong cái tình trạng là mình bị động trong tình huống đó, thì vẫn là một cái sự không nhất quán và không nhất thể. Nói về mindfulness thì có nghĩa là tôi ở đây nhưng mà cái hồn tôi ở chỗ khác, có nghĩa là tôi không trọn vẹn ở here and now. Và không nhất quán, không nhất thể thì bản thân nó đã là một câu chuyện xung đột nội tại rồi, đúng không? Tôi ở đây mà tôi đi giải quyết chuyện khác, tôi ở đây tôi làm dự án chỗ khác, và các mối liên hệ ở đây tôi không có ý nghĩa bởi vì các mối liên hệ khác nó ý nghĩa hơn, vậy tôi đang chi? Thì rõ ràng nó có một cái sự xung đột nhất định và nó tạo nên những cái nguồn năng lượng âm ỉ, nó khiến cho mình không trọn vẹn. Thực ra thì cái sự xung đột đó nó đến từ câu chuyện một á, là bạn đã thật sự hiểu mình đến đâu. Câu chuyện luôn luôn câu chuyện đầu tiên và trước hết hiểu mình, để hiểu được thứ nhất là mình có những cái năng lực nghề nghiệp gì, thứ hai là phẩm chất nghề nghiệp gì, và mình kết nối với những cái giá trị nghề nghiệp nào, và những cái năng lực phẩm chất và giá trị nghề nghiệp đó ở trong cái môi trường hiện tại đó bạn có tìm thấy không, bạn tìm thấy bao nhiêu phần trăm, đâu là cái nguồn năng lượng giúp cho bạn thấy được cái chất của bạn được thể hiện ở cái nơi đó. Đấy rồi, cái chuyện thứ hai nữa là cái câu chuyện kỳ vọng cá nhân. Mình có thể thấy một cái câu chuyện là khi mà chúng ta apply vào trong một cái môi trường nào đó, đúng không? Hỏi vì sao em chọn, hoặc là em chọn một cái môi trường đó với một cái tiêu chuẩn gì, đúng không ạ? Thì thường thường các bạn trẻ hay trả lời là em đi tìm một môi trường chuyên nghiệp, đúng không ạ? Một môi trường cho em được một cái sự học hỏi, phát triển, tăng năng lực. Đại loại là các câu trả lời một như câu vậy. Rất văn mẫu. Một câu rất là văn mẫu, đúng không? Nhưng mà thường thì thường chị nghe sẽ quay lại hỏi là đồng ý, đó là kỳ vọng của bạn. Nhưng bạn đi tìm một cái môi trường chuyên nghiệp như vậy thì quay ngược trở lại, cái mức độ chuyên nghiệp của bạn ở mức độ nào để bước vào một môi trường chuyên nghiệp mà bạn kỳ vọng? Rõ ràng một cái môi trường chuyên nghiệp có một cái hệ thống tốt, đúng không ạ? Những con người lý tưởng, đúng không ạ? Mục tiêu rõ ràng, và cùng đi với đó là câu chuyện lương cao, câu chuyện position tốt, thì nó luôn đòi hỏi là bạn đã có tâm thế, bạn có năng lực nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp gì để bước vào, để vừa với cái môi trường đó. Cho nên câu chuyện quay ngược trở lại là giữa cái kỳ vọng và cái mình đang có đó, là bạn đang ở đâu? Tại vì kỳ vọng quá lớn mà trong khi cái của mình nó chưa vừa thì cái gap nó lớn quá, thì buộc mình phải bước vào và mình phải học rất là nhiều và nỗ lực rất là nhiều để minimize cái gap đó. Khi mà mình nhìn thấy cái điều đó thì cái nỗ lực dấn thân của mình và học hỏi của mình tới đâu, và nếu như mà mình cảm thấy mệt mỏi thì có nghĩa là mình phải nhìn lại coi mình đang ở đâu và mình đang muốn gì. Để có thể nhìn lại chính mình là câu chuyện bạn phải deal với cái sự sợ hãi. Để hiểu được mình đầu tiên là phải rất là tỉnh, tỉnh dấu ngã và tỉnh dấu hỏi luôn. Và thật sự trong cái câu chuyện mà đi một cái chặng đường để reflection thì cuối cùng cái giá trị cốt lõi mà mình muốn giữ lại là gì? Thì cái yếu tố mà chị chia sẻ đầu tiên, hiểu mình, em nghĩ đó là một cái rất là khó, bởi vì thật ra là tất cả chúng ta khi mà ở cho đến thời điểm hiện tại, cái điều duy nhất chúng ta đi tìm cũng là đi tìm mình là ai, mình hiểu mình như thế nào. Và giống như chị nói lúc nãy, trong cái hiểu mình nó có rất là nhiều thứ nữa, là mình biết được cái năng lực, phẩm chất, công việc của mình nó phù hợp với cái gì. Thì có thể là trong 3 hay là 2 cho 3 số cái yếu tố mà chị vừa nhắc đến, có người đã tìm ra được một thứ và hai thứ còn lại người ta chưa tìm thấy, hoặc là có thể là họ cũng không thực sự hiểu về cả ba cái yếu tố đó luôn. Vậy thì chị dành lời khuyên gì cho họ, bắt đầu như thế nào để mà họ thực sự ngồi xuống hiểu mình, quay lại soi chiếu lại bản thân mình để biết được đâu là cái năng lực, cái phẩm chất, cái giá trị nghề nghiệp mà họ muốn tìm kiếm ở trong cái sự nghiệp mà mình muốn phát triển à? Rõ ràng là đó là một cái hành trình trải nghiệm. Không thể nào nó như là cái bài toán 1 cộng 1 bằng 2 được. Và không thể nào cái mô hình đó nó nằm ở chị xong rồi nó áp vô bình nó y chang được. Không thể nào là như vậy. Cho nên nó là một cái câu chuyện muôn hình vạn trạng và đó là câu chuyện trải nghiệm. Thì nó sẽ là một cái hành trình reflection liên tục. Tức là mình bước vào trong một cái dự án, mình bước vào trong một cái công việc và mình phản hồi liên tục trên những cái trải nghiệm đó. Và cái câu chuyện mà mình nhìn một cái dự án hoặc một công việc mình bước vào đó, cái kỳ vọng của mình là thông thường chúng ta sẽ kỳ vọng chúng ta luôn luôn chiến thắng, chúng ta luôn luôn có thành tựu,
Và chúng ta quên mất là chúng ta cũng phải chuẩn bị cho mình một cái tâm thế đối diện với tất cả mọi tình huống bất như ý. Tình huống bất như ý có thể là một cái điều gì đó nó diễn ra đột xuất buộc chúng ta phải giải quyết vấn đề. Hoặc là kể cả câu chuyện là đã nỗ lực hết sức mà nó không được như kỳ vọng thì sao? Bài học mang lại là gì? Learning point của bạn đang nằm ở đâu? Đó. Cho nên là để có thể nhìn lại chính mình là câu chuyện reflection, luôn luôn reflection. Nhưng mà để có thể reflection là câu chuyện bạn phải deal với cái sự sợ hãi. Đa phần khi chúng ta nói đến cái câu chuyện nghề nghiệp, đến cái câu chuyện sự nghiệp thì chúng ta thường hay bị dính mắc bởi hai thứ. Một cái nỗi sợ. Đầu tiên là một cái nỗi sợ gì đó là trong cái trải nghiệm của mình đã từng thất bại trong quá khứ mà mình không dám làm lại nữa tại sợ nó fail giống vậy. Dạ đúng. Đúng không ạ? Hoặc là một cái sự tiếc nuối là mình đã quyết định mình đi một cái hướng mới nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình tiếc nuối là giá như mà tôi đi mình dính mắc cái quá khứ mình không có thoát ra được. Cái nỗi sợ thứ hai nữa là một cái nỗi sợ quá lớn về một cái điều gì đó nó chưa diễn ra trong tương lai. Giao cho một cái dự án nhưng bạn sợ bạn làm không được. Bạn sợ bạn bị fail, bạn sợ người ta đánh giá, bạn sợ là sếp sẽ soi, bạn sợ những người khác không hợp tác. Vậy thì đó là cái tình trạng, và kể cả những bạn là trẻ nhưng mà chuẩn bị bước lên những cái level cao hơn. Ví dụ như các bạn đang là nhân viên, nhưng mà sếp nói là trong vòng 1 tháng, 2 tháng nữa em chuẩn bị lên làm team leader rồi nhé. Hoặc là em chuẩn bị lên làm manager nhé, thì hoặc là chuẩn bị chuyển một cái vùng nào đó và bạn chuẩn bị quản lý nguyên cái vùng đó, thì trong lòng rất là nhiều nỗi sợ. Liệu mình đã đủ hay chưa? Vậy câu hỏi ngược lại là như thế nào là đủ? Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện hiểu được mình có phẩm chất và nghề nghiệp như thế nào, thì là mình phải rất là tỉnh. Để mình đủ hiện diện là here and now, và mình đánh giá, mình nâng lên, mình đặt xuống cái câu chuyện là với một cái công việc đó, với một cái dự án đó, nó đang yêu cầu cái điều gì? Đang yêu cầu tâm thế gì? Đang yêu cầu kỹ năng gì? Và trong một cái bộ competency nó sẽ bao gồm ASK. A là attitude, S là skill, K là knowledge. Vậy thì để có thể có được những cái evidence đó là mình liệt kê ra. Mình đã có những cái gì? Mình đã trải qua những cái gì, thành tựu của mình ra sao, và kể cả learning point từ những thất bại trước đây nó là gì, và mình nhìn nó như là một cái fact, một thực tế diễn ra, và mình calm cái cảm xúc của mình xuống để không có bị những cái cảm xúc mạnh nó tấn công. Cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi đó là những cái cảm xúc mạnh đó. Và chúng ta sẽ không thể nào hiểu được và không thể nào đào xới được bản thân mình nếu như những cái cảm xúc mạnh nó liên tục, nó cao lên, nó tấn công mình. Thì nó đòi hỏi mình phải đi tìm một cái điểm cân bằng là điểm lặng. Thì chính trong cái điểm lặng đó mình mới đủ sức để mình thấy và mình nhìn nhận rất là logic là thật sự thế mạnh mình đang nằm ở đâu, và bằng chứng cho thế mạnh đó là gì. Đó, và kể cả trong lúc fail đi nữa, nhưng tôi đã nỗ lực giải quyết vấn đề đến mức độ nào, thì những bài học từ câu chuyện giải quyết vấn đề đó nó giúp cho mình câu chuyện tiếp theo ra sao. Để hiểu được mình, đầu tiên là phải rất là tỉnh. Tỉnh ở đây là tỉnh dấu ngã. Dạ. Và tỉnh dấu hỏi luôn. Đó, mình vừa tỉnh mà mình vừa tỉnh. Thì đủ để cho mình lặng. Thì giống như là mình ấy, là nếu như mà mình ra biển á, mình ở trong bờ mà những cơn sóng nó cuộn lên, nó dồi, là những lúc cảm xúc mạnh nó dồi lên thì cát nó xoáy vậy nè, thì mình thấy nước nó rất là đục. Nhưng mà khi mà mình ra xa bờ và những cái hôm mà trời nó trong, nó nắng mà nó yên ả, là mặt biển nó càng yên, thì bạn càng thấy đáy, cho dù ở dưới rất là sâu, cả chục mét vẫn nhìn thấy được dưới đáy. Thì bản thân mình cũng vậy thôi. Tức là tất cả những cái sự thấu hiểu bản thân, tất cả những cái giải pháp nó nằm bên trong mình hết. Và mình càng lặng, mình càng tỉnh thì mình càng thấy. Đó. Chị Nga có chia sẻ một cái mà em vừa nghe và vừa nhìn nhận lại những cái mà em cũng đã trải qua trong quá khứ. Đó là khi mà em được giao cho một cái công việc hoặc là một cái nhiệm vụ gì đó mà mình thấy nó lớn hơn cái sức mà mình đang có hiện tại. Thì cái đầu tiên là cái nỗi sợ đó hiện lên. Mình sợ là mình chưa có đủ để mình làm cái chuyện đó. Và cái đầu tiên đó là mình sẽ lùi bước trước khi là mình nắm lấy cái cơ hội đó. Nhưng mà đúng là như chị nói, em sẽ luôn quay lại em hỏi bản thân là tại sao em lại cảm thấy sợ như vậy. Thì em phát hiện ra một điều là em sợ là bởi vì em sợ làm fail cái đó, em sợ em làm hư bột hư đường. Nhưng mà em lại đi hỏi tiếp một câu hỏi là
tại sao em lại cảm thấy có cái nỗi sợ đó, tại sao em không tin là bản thân mình có đủ năng lực để mình có thể làm tốt chuyện đó mà không phải là hư bột hư đường của người ta, tại sao mình không tin rằng là mình có thể, nếu mà mình muốn làm thì mình sẽ học để mình làm được chuyện đó. Và em tin một cái điều như chị nói, mình càng dấn thân thì mình sẽ càng biết được là cái năng lực của mình tới đâu. Và em phát hiện ra là sau mỗi lần em dấn thân thì em thấy là sức mình nó hơn cái những cái mà mình đã tưởng tượng. Nhưng mà em nghĩ là cái chuyện trước khi mà mình dấn thân được, cái việc vượt qua được cái nỗi sợ đó của bản thân nó cực kỳ là quan trọng luôn á chị. Bởi vì không phải lúc nào mình cũng đủ tỉnh để mà mình ngồi xuống và mình biết rằng là ừ, tôi có khả năng tôi làm được cái chuyện này. Và một cái nữa mà em nghĩ là hồi nãy chị có nói đến từ ASK, thái độ, skill, kỹ năng và knowledge, kiến thức. Thì trong suốt, đặc biệt là đối với những bạn trẻ, khi mà các bạn mới bước chân vào nghề nghiệp, thì ba cái này các bạn ấy có thể dung hòa, học tập và rèn luyện cùng một lúc, hay là mình sẽ trải qua từng cái quá trình để mà mình rèn luyện cái ASK này trở nên tốt hơn ? Thật ra là đi cùng với nhau hết đấy. Nó đi cùng với nhau, nó lồng ghép vào nhau. Sẽ có những cái thời điểm là knowledge nó chiếm phần trăm lớn hơn. Rồi có những thời điểm là khi các bạn làm nhiều thì cái skill nó tăng lớn hơn. Nó phần trăm thôi. Nhưng mà nó lồng ghép vào nhau và nó có thể hiện điều đó hết. Giống như ví dụ như là cái thời điểm mà các bạn đang ở trên ghế nhà trường các bạn học, thì cái câu chuyện tích lũy kiến thức và knowledge nó sẽ nhiều hơn. Đúng không ạ? Nhưng đến lúc mà các bạn thực tập thực tế, thực hành, hoặc các bạn ra ngoài, các bạn đi làm, các bạn được training, learning on the job, hoặc là câu chuyện là các bạn bắt đầu bước vào các dự án, là các bạn được giao những cái bài tập theo project-based learning, ví dụ là như vậy, thì rõ ràng cái skill các bạn sẽ đi kèm theo đó để tăng lên. Đấy. Nhưng mà cái skill đó nó phải dựa trên cái knowledge. Đấy. Ví dụ như là các bạn làm theo dạng là phản ứng nhanh, nhìn theo người ta làm sao thì mình làm theo như vậy, thì cái skill nó cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà cái tư duy là cái quan trọng. Cái tư duy nó đi cùng với cái knowledge đó, và nó cũng sẽ quay trở ngược lại để nó xây đắp cho nên cái skill của mình, để mình định hình cái skill nó shape đi theo cái hướng nào. Rất là nhiều cái skill, nhưng cuối cùng mình muốn shape mình đi theo cái hướng nào. Đấy. Và khi mà mình thực hiện cái skill đó, có nghĩa là mình đang tương tác với người khác, chứ mình không làm một mình. Và kể cả câu chuyện mình làm công việc độc lập đi, thì bên trong mình luôn luôn có những cái tiếng nói. Tôi làm như vậy đã ổn chưa? Tôi làm như vậy là được chưa? Như thế nào được gọi là tiêu chuẩn của riêng mình và có sự tự tôn nghề nghiệp của mình, khiến mình chỉnh chu đến từng chi tiết của một cái công việc. Cái tiếng nói bên trong á. Vậy thì mình deal với cái tiếng nói bên trong đó như thế nào, thì đó là cái attitude. Attitude đầu tiên là cái thái độ với mình. Đúng không ạ? Rõ ràng là để tổ chức một cái chương trình thì câu chuyện là bạn phải chuẩn bị tất cả mọi cái hệ thống âm thanh, ánh sáng, ABC, XYZ. Thì bạn, cái sự tự tôn nghề nghiệp đó nó cho bạn một cái tiếng nói là bạn sẽ phải làm gì, bạn phải chu đáo đến mức độ nào để mình cảm thấy hài lòng trước đã. Và cái sự tự hài lòng nó rất là quan trọng, bởi nó sẽ tạo nên cái niềm cảm hứng tự thân. Và chính cái niềm cảm hứng tự thân đó, nó không cần bạn phải dựa vào người khác. Đấy. Và tiếp theo nữa là bắt đầu đến cái câu chuyện là giao tiếp với người khác, đến câu chuyện làm việc nhóm, đến câu chuyện làm việc cá nhân. Đó. Thì nó là cái attitude nó đi kèm theo đó. Vậy thì cái kỹ năng đó là kỹ năng lõi của nghề, kỹ năng chuyên môn và những kỹ năng bổ trợ để giúp bạn làm câu chuyện chuyên môn một cách thành công. Đấy. Thì ba cái đó luôn luôn lồng ghép với nhau ha. Và sẽ có những cái thời điểm cái kỹ năng chuyên môn nó nổi trội hơn, và bạn đặt cái câu chuyện phát triển kỹ năng chuyên môn mạnh. Nhưng có những thời điểm là kỹ năng bổ trợ nó lớn hơn. Ví dụ đến cái thời điểm mà mình bước lên cái vị trí là leaders, manager, thì kỹ năng bổ trợ như là kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản trị người khác, kỹ năng presentation, truyền đạt, thuyết phục là kỹ năng bổ trợ. Đấy, nhưng nó sẽ phải là thời gian đầu tư nhiều hơn, bởi vì lúc đó anh đang đứng ở một cái vị trí là anh buộc phải quản lý, anh buộc phải quản trị, phải vận hành. Đấy, thì nó có những cái thời điểm. Đó là những thời điểm, tuy nhiên là ba cái ASK nó luôn luôn đi cùng với nhau để nó tạo nên và nó xây đắp dần dần nên cái bộ competency, có nghĩa là năng lực nghề nghiệp lõi. Đấy. Thì quay trở lại với cái câu chuyện cái điểm chạm về nỗi sợ, thì rõ ràng là sợ là bình thường. Thật ra là nếu như mà mình phán xét nỗi sợ thì cũng không đúng. Thì rõ ràng là cái câu chuyện là chính nhờ có nỗi sợ đó, nó mới thúc đẩy mình hoàn thiện mình.
mình sợ mình sai, mình phải đi học đúng không ạ? Dạ đúng. Mình sợ mình làm chưa có chuẩn cho nên mình phải đọc sách thêm, mình phải tìm kiếm thêm, mình hỏi những người khác mentor cho mình thêm. Đúng không? Yeah. Hoặc là trong cái mạng lưới nguồn lực của mình có ai là chuyên gia có thể ngồi lại với mình một hai buổi để giúp cho mình những cái góc nhìn mới. Thì rõ ràng là mình sợ thì mình mới làm câu chuyện đó. Đúng không? Hồi xưa giờ mình cứ nghĩ nỗi sợ là cái gì đó rất là tiêu cực. Dạ, Nhưng mà may quá bây giờ còn sợ cho nên là mình mới improve. Đấy. Thì thật ra mình nhìn một cái góc nhìn hết sức là khách quan để mình đón nhận luôn cả nỗi sợ. Và mình thương cái nỗi sợ đó. Mình thương chính mình mà mình đừng phán xét chính mình. Yes, tôi có nỗi sợ. Nhưng mình sẽ làm gì với nỗi sợ đó? Nỗi sợ đó đang trao cho mình một thông điệp gì? Đúng không? Một thông điệp là bạn cần phải học chỗ này, bạn cần phải phát triển chỗ kia. Rồi, và khi mà mình chấp nhận cái nỗi sợ đó cái đã, rồi mình mới bước tiếp theo là mình sẽ đi qua nỗi sợ đó như thế nào. Thì mọi người hay nói cái câu là hãy nhảy ra khỏi vùng an toàn á. Dạ đúng. Nhưng mà đối với quan điểm của mình thì là câu chuyện chăm nó rất là rủi ro. Tại vì câu chuyện nhảy á, là câu chuyện rất là nhanh. Và trước khi nhảy đó, bạn đã chuẩn bị gì? Nó giống như là khi mà mình bước lên một cái máy bay, mình chơi cái trò chơi nhảy dù chẳng hạn, đúng không ạ? Thì cái cảm giác mà kinh dị nhất là cảm giác mà đứng ở ngay mép cửa máy bay á, và không dám nhảy xuống á. Dạ đúng rồi. Và mong là đứa nào đằng sau mà nó đẩy mình một phát là lúc đó là mình bắt đầu thao tác. Nhưng mình trước khi cái câu chuyện đó là sao? Mình đã chuẩn bị những gì để có thể thao tác được khi mình rơi xuống. Dạ. Về cả một cái quá trình learning đằng trước đó, quá trình experience trước đó, quá trình thử và sai trước đó, để mình đủ tự tin khi mình rơi tự do, mình vẫn đủ khả năng để mình tỉnh, để mình thao tác đúng, để mình bảo vệ bản thân của mình. Vậy thì để trước khi cái câu chuyện chăm đó là câu chuyện learning point, là câu chuyện dịch chuyển, và cái câu chuyện là mình sẽ bắt đầu turning, mình bắt đầu chuyển đổi như thế nào để đến một cái thời điểm là mình có thể bấm nút để mình chơi được. Thì tất cả mọi thứ nó thuộc về evidence. Đó, là mình sẽ coi lại là mình đã học được cái gì, trải nghiệm của mình ra sao, xung quanh mình có ai hỗ trợ hay không. Thì khi mà mình ngồi kiểm nghiệm hết cái đó thì mình mới thấy được là strong point của mình, điểm mạnh của mình ở đâu. Yeah. Mình lấy cái gì để mình xài được. Đấy. Và đối diện với lại những cái bất như ý thì đó cũng sẽ là những cái nền tảng giúp cho mình đối diện với những cái điều đó. Và trong cái tâm thế sẵn sàng học hỏi đi nữa thì cái điểm học hỏi đó đó, mình có gì để mình học hỏi. Yeah. Vậy thì có thể thấy rằng là suốt cái quá trình đó, cái việc chiêm nghiệm, reflection cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Mình phải chiêm nghiệm lại, mình nhìn nhận lại cả quá trình mình làm. Cái gì là cái điểm mạnh của mình, cái gì là cái mình đã làm được và cái gì là mình chưa làm được để mình có thể cải thiện. Nhưng mà có một cái nó cũng gọi là nó sẽ trở thành vấn đề nếu như mình không biết cách chiêm nghiệm đúng cách. Làm như thế nào để mình chiêm nghiệm nhưng mà phải chiêm nghiệm cho đúng, chứ không phải là mình đẩy mọi thứ theo một cái hướng là tiêu cực và cuối cùng là cái sự chiêm nghiệm đó nó đẩy mình tới một cái bờ vực và cuối cùng là không có đạt được kết quả như mình mong muốn. Thì chị có thể chia sẻ cái cách mà một người khi mà mình ngồi xuống mình chiêm nghiệm lại và chính cái sự chiêm nghiệm đó nó thúc đẩy mình tiến về phía trước, mình nhận ra những cái điểm tốt của mình và từ đó mình phát huy, mình phát triển hơn nữa được không ạ? Nó như là một cái câu chuyện mình nhìn một cái góc nhìn đa chiều á. Và trong cái góc nhìn đa chiều đó thì mình nhìn gần và mình nhìn xa. Thì có những câu chuyện là mình nhìn rất là cận cảnh, cái máy quay nói chung cận cảnh, nhưng mà sẽ có những chuyện mình như là helicopter á, mình bay lên để mà mình nhìn bao quát. Kể cả câu chuyện chuyên nghiệp nó cũng sẽ là như vậy. Nó sẽ là câu chuyện quay trở lại với việc mà mình tách bạch ra khỏi những cái cảm xúc mạnh. Tại vì nếu như mà mình nhìn lại mà vẫn đặt cái cảm xúc mạnh của sự phán xét, cảm xúc mạnh của cái sự kỳ vọng, cảm xúc mạnh của cái sự mong chờ đó, thì có nghĩa là cái sự nhìn lại đó chưa có trong suốt. Vậy để cho mình thật sự trong suốt đó, là mình nhìn trong một cái góc nhìn mình như là một cái người thứ ba, và mình không có cái sự phán xét hay kỳ vọng trong cái góc nhìn đó. Đơn giản như một cuốn phim, và learning point nó nằm chỗ nào, và tôi học được cái điều gì. Và mình đi qua cả những cái cảm xúc sang chấn luôn. Có những cái cảm xúc về cái sự thất bại, có những cái gọi là sự trưởng thành đau đớn.
sự trưởng thành đau đớn có thể nó liên quan đến các mối quan hệ bị đổ vỡ, những cái niềm tin của mình với đối tác, những cái niềm tin với những người partner của mình, và mình lý giải nó trong một cái câu chuyện thật sự thông suốt của hiểu và thương. Và thật sự trong cái câu chuyện mà đi một cái chặng đường đó, reflection, thì cuối cùng cái giá trị cốt lõi mà mình muốn giữ lại là gì, cái niềm tin của mình đối với cái câu chuyện đó ra sao. Đấy, ví dụ như là trong các tương quan của câu chuyện làm việc thì chị Nga vẫn luôn luôn tin là tất cả mọi người đều tốt, và khi mà những cái phản ứng của họ nếu như là những cái phản ứng toxic là bởi vì bối cảnh nó tạo ra cái điều đó, và mình rất thương và mình rất hiểu cái câu chuyện đó. Và khi mà mình nhìn nó để mình học cái learning point là vì sao câu chuyện đó đã diễn ra và vai trò của mình trong câu chuyện đó như thế nào, và lần sau mình có thể làm điều gì tốt hơn. Thì khi mà mình nhìn lại cả một quá trình trong cái sự thông suốt như vậy thì cái bài học nó sẽ hiện ra. Bởi vì nếu mà mình nhìn lại trong cái cực đoan đổ lỗi, tức là tâm thế rất là tự nhiên, nếu mà mình nhìn lại trong một tâm thế kiểu như con người là một cái phản xạ tự nhiên, là mình sẽ đi tìm coi ai là cái người có lỗi trong chuyện này. Đấy, thì nó lại là câu chuyện là cái lỗi đó thuộc về người ta, cái lỗi đó thuộc về tổ chức, hay cái lỗi đó là mình, cuối cùng mình lại đi criticize chính mình. Là nó khiến cho mình mất tự tin luôn. Tôi luôn làm sai, tôi luôn làm bậy. Thì cái criticize chính mình đó cũng khiến cho mình không phát triển được. Vậy thì trong cái sự thấu suốt và thương nhất là ai cũng có khả năng sai, đúng không ạ? Và nếu như không làm thì không sai. Đúng không ạ? Và mình appreciate là chúng ta đã dấn thân và chúng ta đã làm. Và cái sai đó mới cho mình cái learning point. Vậy mình nhìn kể cả cái sai và kể cả những cái điểm chặn, kể cả những cái điểm đau đớn của sự phát triển đó như một cái điều, một cái sự kiện diễn ra. Đấy. Thì nó đòi hỏi mình cả một cái lộ trình phải làm việc với cảm xúc bên trong rất là nhiều. Thì mới đi được đến cái điểm đó. Cái việc mà làm việc với cảm xúc bên trong đó, thường thì bản thân em thì em hay dùng một cách, đó là em hay viết nhật ký. Em hay viết lại những cái cảm xúc mà mình đang có ở lúc đó ra. Một điều em nhận ra là khi em viết ra xong rồi, mình cảm giác như mình thấy được cái nỗi sợ đó, cái vấn đề của mình ở trên giấy, mình thấy nó rất là rõ ràng luôn. Và lúc đó tự nhiên cái đầu mình nó cũng trong suốt hẳn. Bên cạnh cái cách mà em vừa chia sẻ thì không biết là chị Nga còn cái cách nào khác mà chị thường hay khuyên khách hàng của mình thực hiện để có thể ngồi suy ngẫm với bản thân của mình một cách đúng đắn hơn không ạ? Viết nhật ký là một cách rất là tốt. Nhật ký nó liên quan đến câu chuyện là mình viết ra cảm xúc của mình. Và nó liên quan đến câu chuyện là mình nhìn nhận thẳng vào cái cảm xúc đó, mình gọi tên cảm xúc đó luôn. Thì khi mà mình nhìn trên trang giấy thì nó thể hiện được đúng những cái thứ mà mình muốn đối diện. Một cái phương pháp nữa mà nó đi về nguyên bản, nó back to basic á, là cái sự kết nối với thiên nhiên ấy, để mà mình thật sự release. Ví dụ như là những cái câu chuyện mà mình có thể thả cái chân trần ra để mình chạm với đất, mình chạm với cỏ, mình chạm với lại nước. Thì chính những cái cảm xúc tích trinh đó, khi mà mình sống trong một cái đời sống rất là vội vã đó, mình đâu có chạm đâu. Đó. Thì chính những cái đi về cái nguyên sơ đó, nó giúp cho mình khơi dậy nên những cái cảm xúc mình có thể lắng lại. Nhưng mà trong cái chạm đó thì mình sẽ phải bỏ bớt cái ồn ào nha. Ví dụ như là mình đi du lịch mà xôn xao ồn ào, rồi còn ăn uống uống nhậu nhậu nhịn gì đó, sẽ không có ra. Nó sẽ không có ra. Mà cái câu chuyện tĩnh đó, nó phải là một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ giữa những cái tế bào của mình với lại những cái thiên nhiên, và lắng nghe thiên nhiên. Thì mình cũng có hay những cái trò chơi, những cái game á, tức là yêu cầu tất cả mọi người im lặng và nghe thử những cái tiếng động gì đang diễn ra xung quanh mình. Thì khi đó, khi mà mình lắng xuống và mình thật sự mình mở ra những cái cổng khác để mình kết nối. Và đặc biệt là những cái kết nối tự nhiên, nguyên bản, nguyên sơ đó, nó sẽ giúp cho mình một cái nguồn năng lượng để mình nhìn lại và mình gọi tên được. Và thể thao là một cách. Tại vì sẽ có những câu chuyện mọi người hay khuyên là ngồi thiền đi, nhưng rất nhiều người không ngồi thiền được nha. Đúng rồi. Thiền rất khó ạ. Thiền rất khó. Và không phải ai ngay từ đầu ngồi xuống là thiền được ngay đâu.
mà nó rất là nhiều những cái thứ boost pop up, rồi nó rối ren trong này, và có những người ngồi xuống nó lại kinh dị hơn á, nó lại trồi lên rất là nhiều thứ. Vậy thì rõ ràng là thể thao là một cách thiền đấy. Tại vì sao? Khi mà mình vận động, mình bám mục tiêu, mình chạy, mình leo núi, mình đứng ở những cái nơi treo leo ấy, và mình buộc mình phải tập trung vào từng cái hành động rất nhỏ đấy, thì nó kéo cái sự chú tâm của mình và khiến cho cái đầu mình không bị loãng, mình không có nhảy. Và đôi khi là chính cái câu chuyện là mình tập thể thao ấy, nó đẩy ra những cái nguồn năng lượng toxic, mồ hôi nó chảy ra, tim mình đập nhanh hơn, trao đổi chất của mình mạnh hơn đó, và mình có một cái mục tiêu để mình vận động, mình có một cái hướng để mình đi, và lúc đó thì nó sốc mình lên. Đôi lúc thì ví dụ như là mọi người có thể thấy là một cái căn phòng đó là lộn xộn, mình không biết xếp lại như thế nào, hoặc là những cái đồ mình cứ nhét, cái kẻ mình nhét, nó giống như cái câu chuyện của bên trong của mình vậy, mình cứ nhét thôi, mình tạm thời mình nhét cho khuất mắt mình đi thôi. Nhưng mà đôi lúc để sắp xếp lại là mình phải xốc hết lên, mình bung hết lên, rồi mình mới biết cái nào bỏ đi, cái nào giữ lại, và cái nào xếp vào đúng cái ngăn nào, thì mình phải xốc nó lên. Thì đôi khi cái vận động mạnh đó nó sẽ giúp cái câu chuyện xốc lên xong mới ngồi xuống được. Có thể thấy là kết nối với thiên nhiên hay là vận động nó là những cái phương pháp mà thực sự không có tốn của mình quá là nhiều thứ, đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là thông qua những cái chia sẻ của chị, mọi người có thể lắng nghe những cái phương pháp này và có thể thực hành từng chút một vào trong đời sống của mình, để thực sự là nó giúp cho mình nhìn lại được bên trong, mình lắng được cái tâm của mình xuống thì mình sẽ kết nối được với bản thân mình nhiều hơn. Nếu mà chúng ta bị dính mắc với câu chuyện là chúng ta học ngành nào mà bắt buộc phải làm ngành đó mới được gọi là có nghề á, thì chúng ta sẽ bị stuck hoài. Và cái tinh thần học hỏi trọn đời luôn là cái tinh thần mọi người cần phải biến nó thành thế mạnh của mình luôn. Con đường phát triển sự nghiệp nó không phải là một con đường thẳng đi hoài. Có những cái điểm rất chán chường, cho dù em đang làm công việc em rất thích, nhưng sẽ có những thời điểm rất ngán. Và quay lại một chút với cái thuật ngữ mà lúc nãy em có nhắc tới, em nghĩ là việc mà mình quay về bên trong, mình tìm hiểu bên trong của mình, nó là một cái phần rất là quan trọng. Nhưng mà đi làm nó cũng là một cái sự kết nối giữa con người và con người với nhau nữa. Thì ngoài cái việc là mình giải quyết những cái vấn đề bên trong, thì liệu rằng là mình có thể tìm được cái sự hỗ trợ nào khác từ đồng nghiệp của mình, từ sếp của mình, từ những người quản lý của mình, liệu họ có thể giúp đỡ mình như thế nào khi mà mình chẳng may mình đang rơi vào những cái tình trạng chán việc, chán làm, kiểu như là mình cũng không biết là phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào, thì lúc này người quản lý hoặc là đồng nghiệp của mình có thể giúp đỡ mình như thế nào được không ạ? Quay trở lại với cái câu chuyện jobless employed đó. Đó là những cái điểm tắc. Thì khi mà nói đến jobless cái là mình thấy tắc rồi, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện mà mình tồn tại nơi đó nó không hề có ý nghĩa. Nhưng mà bạn nghĩ không thì không dám nghĩ. Dạ. Và kể cả câu chuyện là mình chọn cái mới như thế nào thì chưa chắc là đã có một cái cơ hội mới nó đến liền. Và trong cái tâm trạng là mình vẫn phải tiếp tục mình thực hiện cái công việc ở đây để tồn tại, để tiếp tục phát triển ở một cái nơi mà mình thật sự chưa thuộc về. Đấy. Thì ở đâu đó nó sẽ có những cái điểm tắc nghẽn, và có những cái điểm tắc nghẽn tự mình có thể giải quyết được, nhưng có những cái điểm tắc nghẽn phải nhờ người khác. Đấy. Thì trong cái câu chuyện mà cái mối tương quan giữa bản thân mình với lại sếp, đồng nghiệp và kể cả những người khách hàng của mình, đấy, là một cái mối tương quan rất là đa chiều và phức tạp. Thì rõ ràng câu chuyện là networking, có nghĩa là tạo ra được những mối quan hệ chất lượng, là vô cùng quan trọng. Ngoài câu chuyện là phát triển kỹ năng, câu chuyện phát triển kiến thức hay là thái độ gì đó, thì nó liên quan đến cái câu chuyện phát triển networking. Và cái mối quan hệ chất lượng đó là mối quan hệ chất lượng trong cái môi trường làm việc, và kể cả bên ngoài môi trường làm việc, nhưng hỗ trợ cho chuyên môn của mình. Khi mà mình bị tắc thì mình phải đi tìm cách giải tỏa. Vậy thì câu chuyện là thường là các bạn sẽ né tránh nếu như điểm tắc đó nó liên quan đến sếp. Và trong một cái bạn thường thường để khi mà đối diện với một cái vấn đề á, một là freezing, đông cứng lại. Hai là fighting, chiến đấu với nó. Đúng không ạ? Ba là bỏ chạy luôn. Đúng không ạ? Thì nó sẽ có những cái phản ứng rất là con người như vậy. Nhưng cuối cùng thì trong cái cách giải quyết vấn đề, mình giải quyết như thế nào để nó trọn vẹn,
Đấy. Thì trong cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh đó, thì chúng ta đã cho mình một cái cơ hội để nói lên điểm tắc nghẽn của mình chưa? Hay là mình cũng không dám nói lên điều đó, mà mình theo dạng task order, ai order gì thì mình cứ cắm mặt mình làm, cho dù nó có thuận hay không, mình có cảm thấy hợp lý hay không, hay mình có những cái đề xuất tốt hơn, nhưng mà mình cảm thấy là dường như tiếng nói của mình không có ý nghĩa, thôi mình im luôn. Hoặc là mình có một cái sự tự phán xét là à, với một cái dự án như vậy thì có vẻ như sếp không thích, thì thôi mình không cần phải nói nữa. Hoặc là cái tiếng nói của mình quá nhỏ bé thì mình thôi mình im cho nó xong. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tắc quay ngược trở lại trong chính mình, bởi vì mình không nói được. Thì cái câu chuyện của cái giải quyết vấn đề nó là nằm ở câu chuyện constructive feedback, là phản hồi được, và cái tính phản hồi đó là mang tính xây dựng chứ không mang tính tấn công. Có rất nhiều kiểu phản hồi, nhưng nếu chúng ta phản hồi theo kiểu tấn công thì chúng ta sẽ nhận về sự tấn công và toxic. Nhưng nếu chúng ta ngồi xuống và nói lên một cách chân thành, thẳng thắn, tử tế và mang tính xây dựng, và thậm chí đứng về phía của sếp trong câu chuyện, là em rất là hiểu là đây là cái khó khăn chung, và trong cái dự án này cái điều mà em đang muốn là toàn bộ dự án của chúng ta thành công đó, và cái điều mà em đang muốn trao đổi là kể cả trong câu chuyện là vai trò của cái người lãnh đạo là đứng dự án, đứng chính dự án, là project leader, là anh hay chị, em rất là hiểu anh hay chị cũng đang rất là chịu rất là nhiều áp lực, stress. Sếp cũng là con người vậy, sếp cũng stress, sếp cũng căng thẳng, sếp cũng phải học làm sếp. Mình hiểu được điều đó hay không, và mình đứng cùng chiến tuyến với điều đó hay không, và mình chia sẻ là à, em ở đây là để hỗ trợ, em ở đây là để đi cùng với dự án, và em ở đây là cùng lớn lên với mọi người, và chúng ta ngồi với nhau để trao đổi trong một cái tinh thần xây dựng nhất. Đấy, vậy thì cái cảm xúc của em đang có là gì? Mình rất là đủ một cái sự dũng cảm để mong manh ấy. Tại vì đôi khi người ta không dám nói đến điểm yếu, không dám nói đến nỗi sợ, nhưng mình nếu như mà mình đủ một cái sự dũng cảm để mình nói đến cả những cái giây phút mong manh của mình, cái cảm xúc của mình, em cảm thấy tổn thương khi, đúng không ạ? Giá như mà lúc này ABCZ, và mình có thể trao đổi cái điều đó, và em nghĩ là cái điều mà mình có thể làm tốt hơn là, hoặc là trong cái góc nhìn của em thì chúng ta nên. Đấy, thì khi mà mình trải ra với một cái góc nhìn là chúng ta không phải là tấn công mà chúng ta xây dựng, thì cái câu chuyện chúng ta tận dụng những cái nguồn năng lực hỗ trợ nó sẽ diễn ra, nó sẽ phát sinh, và mình đặt cái tôi của mình trong cái chúng ta. Đấy, có nghĩa là tôi đến đây là tôi đi cùng với mọi người, tôi lớn lên cùng với mọi người, tôi học hỏi cùng với mọi người, và tất cả những gì mà mọi người đang làm, đang dạy tôi rất là nhiều, và tôi có gì thì tôi chia sẻ với mọi người điều đó. Đấy, thì khi mà đặt cái tôi trong cái chúng ta, có nghĩa là chúng ta đang hòa hợp, chúng ta đang tìm tiếng nói chung. Đấy, và chúng ta đang tìm giải pháp chung cho tất cả mọi người. Đấy, và kể cả một cái câu chuyện là đi tìm những cái nguồn lực hỗ trợ đó, nó còn đòi hỏi một cái sự can đảm nói không với những điều toxic. Thì kể cả trong câu chuyện là nếu như mà chúng ta đang phải đối diện với cái việc là đâu đó mình đang cảm thấy mình đang trong những cái mối tương quan không được lành mạnh, đâu đó có những cái câu chuyện không liên quan đến mình, vậy mình đủ sức để nói không hay không? Đâu đó mình bị overload bởi những chuyện mà nó không phải là của mình, tôi sẵn sàng, sẵn lòng giúp đỡ, nhưng nếu như mà cái task của tôi chưa xong thì mình từ chối như thế nào để không mang tiếng là trốn tránh, đúng không ạ? Nhưng mà mình vẫn hoàn tất được cái công việc và vẫn giữ được các mối quan hệ. Nó là một cái nghệ thuật trong cái chuyện giao tiếp và giải quyết vấn đề. Đấy, thì nguồn lực xung quanh mình rất là nhiều, nhưng mà mình sử dụng nguồn lực đó như thế nào, và sẵn sàng để những cái mối tương quan không lành mạnh đi qua, mình không tiếc. Nếu như thật sự đó là mối quan hệ không lành mạnh, những mối quan hệ tấn công vào cảm xúc, những mối quan hệ khiến cho mình bị stress, thì mình nhìn lại một lần nữa. Cho nên là kể cả khả năng say yes cũng phải có, và một cái khả năng say no, và đủ tinh tế để hiểu được câu chuyện nó đang diễn ra như thế nào, và say no như thế nào cho trọn vẹn, là một khả năng. Yeah. Khả năng cao nữa đấy. Phải học, phải trải nghiệm rất nhiều chị nha. Yes.
Đúng rồi. Và em nghĩ cái hồi này chị nói là mình dám mong manh để mình nói ra những cái điều khó khăn của mình. Em nghĩ là chính cái sự mong manh đó nó sẽ khiến cho cái người đối diện có được cái sự tin tưởng bởi từ mình, bởi vì mình đã dám nói những cái điều mà mình cảm thấy mong manh nhất, mà là tôi đã dành cho bạn cái sự tin tưởng cao nhất rồi, thì chính cái người kia là sếp của mình, họ cũng quay ngược lại, họ dành cái sự tin tưởng cho mình để họ đưa ra một cái hướng giải quyết nào đó mà tốt nhất cho cả bản thân mình và đương nhiên là tốt cho cả họ nữa. Ừ. Để lúc này cả hai đều có thể tiếp tục làm cái công việc theo một cách tốt nhất. Chính xác. Tuy nhiên thì có thể dễ dàng quan sát một cái điều rằng là bất cứ chúng ta khi mà làm một cái gì đó mới á, thì ngay từ đầu sẽ có rất là nhiều cái niềm vui, cái sự phấn khởi để mà mình làm việc, đúng không ạ? Nhưng mà đi theo một cái khoảng thời gian lâu dài thì bắt đầu có những cái sự vòng lặp, những cái nhàm chán nó xuất hiện và mình không còn tìm thấy được cái niềm vui, cái sự cảm hứng trong cái công việc đó nữa. Mà khi nói về sự nghiệp là một cái chặng đường mình phải đi qua rất là dài, có khi là mình phải làm công việc đó nhiều năm thì mình mới có đủ cái sự chuyên môn, cái kiến thức của mình cao ở trong đó. Thì làm như thế nào để mà một người họ duy trì được cái niềm đam mê, cái sự cảm hứng đối với công việc của mình mà trong một cái khoảng thời gian lâu dài, thì không biết là ở góc nhìn của chị Nga có những cái suy nghĩ như thế nào về việc này không ạ? Nó quay lại với cái câu chuyện lúc nãy mình có chia sẻ về niềm cảm hứng tự thân. Dạ. Không dễ gì để có được cái chuyện đó, bởi vì mình phải rất là tinh tế với chính bản thân của mình ấy, bởi vì có những cái tiếng nói bên trong, hoặc là có những cái sự phản kháng, hoặc là nó có những cái niềm tin và mặc định với một số cái mẫu người mà mình không làm việc được, nó hạn chế câu chuyện của mình. Thì rõ ràng là trong cái câu chuyện phát triển đó, nó đòi hỏi cái câu chuyện nhìn lại bản thân rất là nhiều, và thường xuyên liên tục nhìn lại trên từng bài học và con người mà mình tương tác. Đấy. Và câu chuyện đó nó liên quan đến cái sự nuôi dưỡng, và nó liên quan đến cả câu chuyện là những cái nguồn lực mà mình tiếp cận hàng ngày ấy cũng sẽ là cái nguồn năng lượng nuôi dưỡng chính bản thân mình. Mình nuôi dưỡng mọi người và mọi người cũng ngược lại nuôi dưỡng mình. Đấy. Cho nên là nó là những cái, nó ngoài câu chuyện kỹ thuật ra, nó còn là câu chuyện tình cảm và cảm xúc và sự trọn vẹn. Phải thật sự trọn vẹn và thật sự totally mình là một phần của tập thể. Mình là một phần tập thể, mình tự hào nói về cái điều đó. Và họ tự hào khi có mình, thì lúc đó mới là một cái sức mạnh của sự thuộc về. Lúc đó nó tạo nên một cái nguồn năng lượng trao cho nhau rất là tốt. Đấy. Và kể cả trong cái câu chuyện là khi mà mình tiếp cận với những cái nguồn năng lượng mạnh, nó sẽ có những cái nguồn năng lượng như là những cái người rất là aggressive đến với mình, thì mình sẽ xử lý với những người đó như thế nào. Hoặc là cái nguồn năng lượng mang tính lãnh đạo. Trong thực tế có những bạn rất là sợ lãnh đạo. Dạ. Đấy, ví dụ như là bình thường làm việc, nếu mà người đó chưa có lên chức bình thường như mình thì mình rất là vui vẻ, mình rất là hài hước, mình kiểu nào mình cũng chơi. Nhưng tự nhiên người đó lên chức trở thành lãnh đạo cái mình không muốn làm việc. Đấy, thì đó như là một cái, mình phải quay lại điều đó nó xuất phát từ đâu, vì sao mình lại có cảm giác đó. Đấy. Đó. Hoặc là trong câu chuyện tương tác với sếp đi chẳng hạn, thì có rất là nhiều bạn trẻ lúng túng trong cái câu chuyện tương tác với sếp, và làm thế nào để tạo ra cái nguồn năng lượng giữa mình với sếp, cái nguồn năng lượng của sự tin tưởng, cái nguồn năng lượng của sự được ghi nhận. Đấy. Thì rõ ràng là ngoài cái câu chuyện là mình đã nhận được cái sự feedback nó như thế nào, mình đã trao feedback ra sao, mình nhận feedback như thế nào, nó còn là cái câu chuyện là mình đối diện với những cái vấn đề diễn ra hàng ngày trong một tâm thế như thế nào, thì nó sẽ tạo ra nguồn năng lượng như thế ấy. Chẳng hạn như là đến với lại một cái câu chuyện làm việc với một người sếp trực tiếp. Và khi mà chúng ta nhận một cái order, và khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn trong cái câu chuyện thực hiện cái trách nhiệm đó, vậy thì tiếp theo là mình có kịp trao một cái góc nhìn là à, em đang gặp khó khăn và em đang cần thêm những cái nguồn lực hỗ trợ hay không? Hay là trong cái tâm thế mình yes bằng mọi giá, mình yes bằng mọi giá và nói là em sẽ làm được, em sẽ làm được, em thề là em làm được, nhưng đến phút cuối cùng deadline tới hạn rồi mới bung bét ra là em làm không nổi, hoặc là em thiếu nguồn lực, hoặc là em bị vấn đề này, này bị vấn đề kia, và lúc đó chúng ta excuse xong không được và chúng ta trốn luôn. Thì rõ ràng là lúc đó là một cái nguồn năng lượng rất toxic đến từ bản thân mình và toxic đến từ cái người khác luôn, bởi vì dự án nó bị vỡ.
Đó, thì rõ ràng là chúng ta cái cách mà chúng ta đối diện với những cái vấn đề đó như thế nào và cách mà chúng ta đang nuôi dưỡng bản thân mình bằng những cái giá trị lõi nào. Và cái câu chuyện giá trị cốt lõi nó rất là quan trọng. Vì khi mà nói đến cái câu chuyện phát triển sự nghiệp á, thì luôn luôn là để mà có thể nuôi dưỡng một cái con đường lâu dài á, nó đi về ba chữ MCV. Nhưng mà M nó là gì? Là mission. C là core values. Và V là vision. Vậy thì rõ ràng là để nuôi dưỡng một cái niềm cảm hứng lâu dài, luôn luôn quay trở lại cái reflection là cái mission bản thân cá nhân của tôi. Vì sao tôi đi con đường này? Vì sao tôi làm cái job này? Vì sao tôi bước vào một cái môi trường này? Vậy thì cái giá trị mà tôi đang muốn tạo ra cho bản thân mình, muốn tạo ra cho những cái cộng đồng xung quanh mình, muốn tạo ra cho tổ chức này là gì? Cái mission. Và thì cái mission của cá nhân và là cái mission của tổ chức, cái sứ mạng hai bên nó gặp nhau không? Nó gặp nhau bao nhiêu phần trăm? Những gì mà tôi làm trong cái sự khát khao của tôi, nó có cộng hưởng với sự khát khao của tổ chức, của phòng ban hay không? Nếu như cái mission nó gặp nhau, tôi làm rất đã. Đấy, cho nên reflection là reflection cái sứ mạng đầu tiên. Đấy, và nếu như bạn chưa tìm được cái điều đó, không vấn đề gì hết, đó là trải nghiệm. Đúng không ạ? Rồi, cái tiếp theo nữa là cái core values. Và cái core values vô cùng quan trọng. Vì sao thường chị nghe mọi người thì đặt cái core values ra, nhưng mà trong cái quan điểm của chị thì chị đặt nó ngay chính giữa. Bởi vì sao? Nó sẽ quyết định định vị cái kế hoạch hành động của mình, những cái câu chuyện mình đi hàng ngày, những cái thái độ của mình, và kể cả giới hạn khi nào thì tôi dừng lại. Rất nhiều những bạn đến với chị nghe trong những cái câu chuyện là họ có thể nỗ lực và phấn đấu để khắc phục những cái tình huống hiện tại, kể cả câu chuyện về kinh tế, kể cả câu chuyện về tài chính. Lương tôi không nâng lên, lương tôi bị giảm luôn, tôi vẫn có nỗ lực được. Đấy, tôi vẫn cố gắng với dự án được. Đấy, và khi sếp chưa thật sự hiểu, mình sẵn sàng feedback để cho sếp hiểu, mình cố gắng vượt qua khỏi cái vùng an toàn của mình, cái nỗi sợ hãi của mình để mình mong manh với sếp nhiều thứ lắm. Nhưng đến một cái đoạn đụng đến giá trị cốt lõi và cái niềm tin cốt lõi về con người, hoặc là cái giá trị cốt lõi về giá trị nghề nghiệp, đâu sẽ là giới hạn cuối cùng? Thì đến cái giới hạn cuối cùng đó thì họ dừng lại. Thì nó có những cái niềm tin về con người, niềm tin kể cả về sản phẩm luôn nha. Có một số các bạn làm trong một số công ty và sau đó thì ngồi lại là không, em không làm ở đây nữa, bởi vì các sản phẩm ở đây nó không đúng cái giá trị mà em đang tin tưởng. Thì em dừng lại. Và cái vision là cái đo lường được, là cái mình muốn trở thành sau 5 năm, 10 năm, ví dụ là như vậy. Cái hình dung của mình. Đấy. Thì rõ ràng là với những cái đo lường được, nên nó sẽ trở thành, từ cái vision đó nó trở thành action plan, kế hoạch hành động, cái hướng đi. Vậy mình hành động như thế nào, mình đi ra sao, mình đối xử với người khác như thế nào trong chính những cái chính sách của cá nhân mình. Đối với người này thì mình đối xử kiểu này, với người khác mình đối xử kiểu khác, ví dụ như vậy. Hoặc là nếu như nó là một cái niềm tin của cả chủ doanh nghiệp thì nó hình thành cái process, những cái policy, ví dụ là như vậy. Hoặc là những cái cách kế hoạch để làm việc, để tạo ra một cái sản phẩm nào đó. Thì quay ngược trở lại bản thân của mình, cái MCV của mình, với cái MCV của các cá nhân khác mà mình tương tác mỗi ngày nè, rồi cái MCV của phòng ban nè, rồi MCV của tổ chức, cả một con tàu lớn nè, điểm chung nó đang nằm ở đâu thì nó sẽ truyền cảm hứng ở đó. Mà thường là chúng ta sẽ không nhìn rõ cái điều đó, mà chúng ta thường chúng ta cảm thấy thôi. Nhưng khi chúng ta nhìn rõ và chúng ta gọi tên được điều đó thì cái bức tranh nó rõ nét. Đấy. Và nó tạo ra những cái nguồn năng lượng tự thân để mình kết nối, và mình thấy được là mỗi bước đi của mình nó rất đồng điệu với bước đi của người khác. Nó không còn cái cảnh là tôi ở đây nhưng mà cái ý chí của tôi nằm ngoài kia nữa. Ý chí đã hợp về một mối. Vậy có thể nói rằng là một cái từ cảm hứng thôi nó quá là đơn giản đi, nhưng mà để tìm được nó không hề đơn giản một chút nào. Mình phải quay về bên trong, tự hỏi cái MCV của mình là cái gì, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và cái tầm nhìn của mình mà mình mong muốn sau này mình trở thành con người như thế nào. Và ba cái đó nó cũng không phải là tự dưng ngồi không là có, mà phải trải nghiệm, phải dấn thân, đúng không ạ? Thực sự đây là những cái mà khi mà chị chia sẻ, bản thân mỗi người khi mà nghe cũng phải dành thời gian để chiêm nghiệm lại rất nhiều.
rằng là ba cái quan trọng đó của tôi là gì. Bởi vì em thấy là mình phải tìm được cái đó rồi thì khi mà những người khác, mình mới nhìn thấy được cái MCV của những người đồng nghiệp của mình, MCV của công ty, mình phải tìm được điểm chạm với những người đó, với công ty của mình, thì có cái điểm chạm mình mới tìm thấy được cảm hứng và niềm vui khi đi làm, đúng không ạ? Và đó là một cái sự kết nối mà không phải là chỉ có mình và một người nào đó, mà là kết nối với rất là nhiều người khác nữa. Để tiếp nối một chút về câu chuyện trong tương lai, trong năm 2024, thì ở năm 2023 chúng ta có thể thấy được những cái sự biến động, những cái sự thay đổi cũng có vẻ là như chị nói lúc nãy hơi u ám. Vậy thì trong năm 2024 nhìn về tương lai, chị thấy đâu sẽ là những cái cơ hội, và đi kèm với những cơ hội đó là những thử thách gì mà người lao động cần phải chuẩn bị trước để mình có thể vượt qua một cách dễ dàng hơn ạ? Hai cái này đi cùng với nhau. Đúng không ạ? Cơ hội luôn luôn đi cùng với thử thách. Đó. Thì rõ ràng là cái sự biến chuyển của thị trường, cái sự tăng trưởng về công nghệ, nó mở ra rất là nhiều những cái cơ hội cho những người thật sự linh hoạt và chịu học hỏi. Và cái tinh thần học hỏi trọn đời luôn là cái tinh thần mọi người cần phải gọi là trang bị cho mình, phải biến nó thành thế mạnh của mình luôn. Và học không có nghĩa là cứ chui vào lớp lấy bằng cấp thì mới là học. Mỗi một cái sự tương tác hàng ngày đã là một cái sự học rồi. Kể cả thành công cũng học và thất bại cũng là học. Đấy. Và cái sự quyết liệt của mình, cái sự dấn thân của mình trọn vẹn trong một cái dự án đã là một hành trình học tập. Đấy. Và kể cả đối diện với một cái con người khó, một cái ca khó, một cái mối quan hệ khó, nhưng mà mình đã nỗ lực giải quyết để hiểu và thương đến mức độ trọn vẹn nào đã là một bài học. Đấy. Và khi mình nâng lên thôi, mình đặt xuống một cái mối quan hệ trong cái sự trọn vẹn đó, mình đã đi qua một bài học. Đấy. Thì rõ ràng là cái câu chuyện là học tập suốt đời, nó sẽ là một cái nền tảng rất là quan trọng để giúp chúng ta có một cái growth mindset. Có nghĩa là một cái tư duy phát triển liên tục và mở rộng và đón nhận tất cả những cái mới, cho dù cái mới đó chưa biết là chuyện gì xảy ra. Trong câu chuyện hướng nghiệp và phát triển sự nghiệp thì mọi người có thể thấy được là có rất nhiều công việc mà chúng ta đã ghi tên, đúng không ạ, trên cái danh mục nghề nghiệp, nó biến mất. Nó không còn xuất hiện nữa. Và hàng chục thứ nghề nghiệp mới nó sẽ xuất hiện. Các bạn thấy là 10 năm trước đâu ai nghĩ đến câu chuyện AI, đúng không ạ? Và bây giờ thì AI nhan nhản và AI trở thành, thế nếu như hồi trước là cập nhật, phổ cập về đọc viết ấy, đúng không ạ? Phổ cập về đọc viết, về chữ này nọ kia, thì bây giờ là câu chuyện phổ cập về công nghệ và AI. Thời buổi bây giờ mà không biết công nghệ AI là thôi xong rồi đó. Rõ ràng. Đấy. Và cái câu chuyện là chúng ta cũng đang đối diện một cái nỗi sợ bị thay thế. Vậy thì trong cái nỗi sợ bị thay thế đó, nó lại là cái cơ hội để chinh phục, làm chủ công nghệ để nó phục vụ cho mình. Và kể cả cái câu chuyện là khi mà một cái tổ chức bị downsize, vậy thì cái cơ hội của mình là gì? Là được học những thứ mình chưa bao giờ học, phải vươn vai ra lớn hơn để lĩnh hội những thứ mình chưa bao giờ chạm tới, phải giải quyết những câu chuyện khó hơn để tăng năng lực ở những cái game khó hơn, thì mình sẵn sàng cho cái game đó đến mức độ nào. Đó. Rồi kể cả câu chuyện là cái thị trường nó rất là đa dạng. Và nếu như mà câu chuyện làm việc từ xa nó mạnh mẽ thì câu chuyện làm việc của cả thế giới phẳng flat là chuyện bình thường. Và câu chuyện nghề nghiệp, mình còn nói đến cả việc mình có thể bị tấn công ngay trên sân nhà. Một lực lượng lao động nước ngoài rất giỏi, họ hoàn toàn có thể tấn công chúng ta ngay tại cái nơi mà chúng ta đang sống. Đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng là khả năng học hỏi để nắm bắt, để có thể mình tự tin đứng ngay trên quê hương của mình ấy, đã là một thử thách. Chứ đừng nói đến chuyện go global. Thì trong một cái thế giới nó rất là nhiều cái sự phát triển như vậy, và nó đòi hỏi mình phải rất là nhanh để nắm bắt. Trong cái nhanh đó, mình giữ lại cái tỉnh như thế nào để mình thấy được mình ở đâu. Bởi vì trong cái nhanh đó đôi khi nó đẩy mình đến một cái nỗi sợ FOMO, fear of missing out. Và trong cái nỗi sợ đó, cái mình đi bắt chụp, mình nghĩ là mình phải biết hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, và mình càng sợ. Tại vì sao? Tại vì mình lúc nào mình cũng thấy thiếu so với những người xung quanh. Mình lên mạng là mình thấy người ta học mà bằng xòe ra như quạt vậy. Vậy thì mình chạy theo người ta học hết những cái thứ đó, nhưng liệu khi mình tỉnh lại nó có cần cho mình không? Và rất nhiều bạn bỏ ra rất là nhiều tiền học xong rồi có những bạn không bao giờ sợ tới.
không bao giờ sử dụng và không có hỗ trợ gì hết cho con đường phát triển lõi của mình. Mất thời gian, mất tiền bạc, mất công sức và mất cả niềm tin. Tại vì mình tiếp tục hoang mang. Trong ngày ồn ào, sôi động, xử lý vấn đề, giải quyết đối diện. Nhưng bạn phải có thời gian me time. Và thời gian me time là cái thời gian quay trở về reflect. Giữ cái độ tĩnh để biết next step là gì. Cái tốc độ của mình ở đâu, sự phù hợp của mình như thế nào. Chứ người ta chạy rần rần, nhưng mà mình chưa phù hợp với sự rần rần đó thì mình làm gì? Mình dừng lại cũng không được hen. Vậy mình đi như thế nào? Vậy thì luôn luôn nó sẽ là một cái câu chuyện quay trở lại. Trong cái nhanh, trong cái sự dịch chuyển, không bao giờ dừng lại đó, nhưng mà vẫn phải có cái không gian để tỉnh, tỉnh với bản thân mình. Chứ không thể nào mà mình cứ chạy hoài mà không tỉnh lại được, không ạ? Trong cái dịp năm mới chắc là cũng là cái dịp mà mọi người có rất là nhiều kế hoạch mới, đặc biệt là những cái sự thay đổi mới trong công việc. Thì không biết là chị Nga có thông điệp gì muốn dành tặng cho những vị khán giả hoặc là những bạn mà đang có những cái sự thay đổi mới trong đầu năm, để mà các bạn có thể bắt đầu một cái công việc mới khởi sắc hơn cũng như là tràn đầy những cái nhiệt huyết hơn không ạ? Chắc là có một số cái vài cái góc nhìn để chia sẻ thêm với các bạn ha. Thứ nhất là cái câu chuyện là nếu mà chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị stuck á, với câu chuyện là chúng ta học ngành nào mà bắt buộc phải làm ngành đó mới được gọi là có nghề á, thì chúng ta sẽ bị stuck hoài. Tại vì rõ ràng là như cái bức tranh là sẽ có rất nhiều ngành nghề mà chúng ta đã học rồi nhưng nó biến mất, và đến lúc chúng ta ra trường, nhu cầu thị trường không còn cần và không còn hot nữa, thì chúng ta sẽ bị lay hoay đến câu chuyện là chúng ta làm gì. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn lại rõ ràng á, là chúng ta phải nhìn quay trở ngược lại với cái câu chuyện phẩm chất nghề và năng lực nghề. Có nghĩa là khi chúng ta bước vào, chúng ta học trong một cái môi trường, cho dù đó là cao đẳng, đại học hay là môi trường dạy nghề đi nữa, thì cái mà mình nhận về đó là năng lực nghề, phẩm chất nghề, tính cách nghề, và mình matching với cái điều đó như thế nào, và mình có một cái gọi là cái cảm hứng và cái niềm khát khao chinh phục thử thách trong nghề đó ra sao. Cho nên con đường phát triển sự nghiệp nó không phải là một cái con đường thẳng đi hoài, mà nó sẽ có up, có down, có những cái điểm rất chán chường, cho dù em đang làm công việc em rất thích nhưng sẽ có những thời điểm rất ngán. Hoặc là để làm một công việc rất thích thì mình sẽ phải thực hiện một số những cái công việc nhỏ mà mình không thích. Ví dụ như làm đào tạo chẳng hạn. Cái thích là được chia sẻ, được truyền đạt, đúng không ạ? Được giảng dạy, được facilitate. Nhưng trước đó là câu chuyện soạn bài, câu chuyện báo cáo, câu chuyện sắp xếp dữ liệu. Vậy có thể là đó là những công việc mà mình không thích. Nhưng để làm được cái công việc mình thích thì mình phải trải qua những điều mà mình không thích. Vậy thì cái tâm thế của mình để mình chinh phục những điều mình không thích như thế nào, để mình được làm những điều mình thích, thì cái đó là cái đầu tiên mà mình cần phải nhìn lại. Đấy. Một cái thứ hai nữa là trong cái câu chuyện mình, khi mà mình bước ra và mình thấy được đâu là phẩm chất nghề, đâu là cái kỹ năng của mình, thì mình sẽ tự tin hơn trong câu chuyện dịch chuyển. Năm mới, nhiều những công việc mới nó sẽ phát sinh, đúng không ạ? Nhiều những cái cũ nó sẽ đóng lại, và nếu như chúng ta bị stuck với những cái cũ, chúng ta sẽ không tìm ra. Vậy trong một cái open minded, chúng ta đón nhận những cái mới. Có thể cái tên gọi đó là một cái khác, lĩnh vực là cái khác, nhưng mình ngồi sâu để mình xem xét cái phẩm chất nghề đó mình có không, cái năng lực nghề đó mình có không, đúng không ạ? Và cái điểm chạm giữa mình với cái nghề đó như thế nào, và trong câu chuyện dịch chuyển đó, đâu sẽ là những điểm mình học hỏi để mình mở rộng thêm, đâu là thế mạnh mình mang được từ chính cái phẩm chất và năng lực nghề ở những nơi trước đây mình làm, hoặc là những nơi mà mình học để mình mang tiếp vào và mình phát triển tiếp. Yeah. Và nó như là một cái vòng tròn xoắn ốc. Đến một cái điểm nào đó, một cái thời điểm mới, là luôn luôn câu hỏi phát sinh. Bước tiếp theo là gì? Tôi là ai? Tôi có gì mang theo? Và cái vòng tròn xoắn ốc đó cứ lên. Và đến một thời điểm luôn luôn là câu hỏi là mình nên dấn thân như thế nào? Mình nên học hỏi ra sao? Đấy. Thì đó là những cái câu hỏi hiện sinh để giúp cho chúng ta đi tiếp con đường tiếp theo. Và những cái lựa chọn đó nó nằm trọn vẹn cho mình. Và mình chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn đó, không có đổ thừa nha. Đó, khi mà mình làm đến cái đoạn đó và mình có đủ cái evidence để mình quyết định và mình đưa ra cái lựa chọn, quyền quyết định là ở mình, trọn vẹn quyết định đó. Và cho dù thành bại gì đó cũng là learning point. Tiếp theo cái câu chuyện
khi mà mình nhìn thấy cái mới đó, thì mình luôn luôn thấy là mình hy vọng, mình kỳ vọng rất là nhiều và mình chuẩn bị tâm thế cho cái mới. Nhưng mà cái mới nó chỉ tới trọn vẹn nếu như mình đóng cái cũ trọn vẹn. Đấy, cái mới đó có thể là một cái job mới, mình sẽ ngưng công việc ở đâu đó. Vậy thì câu chuyện ngưng cái cũ đó trọn vẹn đến mức độ nào? Mình tốt nghiệp ở một cái doanh nghiệp, cho dù nó thăng hoa, nó thành bại, nó vui, nó buồn gì cũng là một bài tập, và mình đã tốt nghiệp nơi đó. Và mình chia tay, mình đi trong một tâm thế như thế nào? Đấy, nhiều khi mình hay đùa đùa nó sang lên đấy bạn, sang lên. Mình nghỉ việc mình cũng phải sang lên. Và đó là một cái giai đoạn là mình đóng lại một chặng đường để mình tiếp tục, mình đi tiếp và mình... Cái thế giới này nè, nó tròn lắm. Đi đâu mình chia tay ở đây lâu lâu mình gặp lại sao? Và đó là những con người mình sẽ gặp lại trong môi trường mới thì sao? Yeah. Vậy thì những cái kết nối đó nó sẽ là một cái sự trọn vẹn để tiếp theo đến một cái nơi mới, một cái thế giới mới, một cái công việc mới, nó vẫn là một cái sự trọn vẹn. Và nó rất quan trọng với cái tiếng nói bên trong của mình. Đấy, và khi mình đóng trọn vẹn một cách tử tế, một cách lành lặn, một cách yêu thương và hiểu với cái chặng đường vừa qua, thì mình mới đủ một cái nguồn năng lượng bước qua chỗ mới, mà không còn dính mắc với sự hờn giận, sự mệt mỏi, sự thất vọng. Thì lúc đó mình sẽ trọn vẹn đi vào trong một cái dự án hoặc một cái công việc mới. Thì năm mới nó sẽ là như thế. Có nghĩa là kết thúc có ý nghĩa thì khởi đầu cũng sẽ có ý nghĩa, đúng không chị? Yes. Dạ vâng, rất là cảm ơn những thông điệp vô cùng ý nghĩa vừa rồi mà chị Nga dành tặng cho tất cả các quý vị khán giả của Việt Success. Và trong đầu năm mới thì cũng không có gì hơn, em cũng muốn thay mặt cho Việt Success muốn chúc cho chị một đầu năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều bình an trong công việc và cuộc sống, và luôn luôn tràn đầy năng lượng với công việc ý nghĩa mà mình đang làm, đó là khai vấn để giúp mọi người có thể phát triển trong sự nghiệp. Một lần nữa cảm ơn chị Nga rất là nhiều vì đã tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, yeah, cảm ơn mình rất là nhiều. Dạ, rất là vui khi được có mặt với mọi người ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Nga. Và vừa rồi là những chia sẻ vô cùng ý nghĩa của chị Nga liên quan đến việc phát triển sự nghiệp, và đặc biệt là làm như thế nào để chúng ta có thể tìm thấy được những cảm hứng, niềm vui và sự nhiệt huyết trong công việc. Và các bạn cũng có thể thấy đó là việc tìm được cái cảm hứng tuy là hai từ rất đơn giản thôi, nhưng mà để tìm ra được nó là một cái hành trình không hề đơn giản một chút nào, đòi hỏi các bạn phải đi vào bên trong, quay trở về để quan sát nội tại của mình, để tìm ra đâu là những phẩm chất giá trị mà bản thân mình đang có và liên quan đến nghề nghiệp mà mình muốn xây dựng. Và hy vọng rằng là những chia sẻ đó sẽ giúp cho các bạn có thêm những góc nhìn mới nhằm giúp xây dựng một sự nghiệp bền vững hơn và tràn đầy nhiệt huyết hơn. Việt Success sẽ cung cấp cho các bạn newsletter vào 9 giờ sáng thứ năm hàng tuần. Các bạn có thể đăng ký newsletter của Việt Success để cập nhật thêm những video mới nhất cũng như là những bài viết mới nhất của Việt Success bằng cách đăng ký ở đường link phía dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi đến giây phút này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.